Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, chiều Chủ nhật ngày 21 tháng 8 năm 2022, từ thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, 9 giờ tối thứ Bảy ngày hôm qua 20 tháng 8 năm 2022, một tiếng nổ lớn ở trên cao tốc Moscow-Skoye thuộc một thị trấn ở Vendo, Moscow của Nga, là thị trấn Bushye-Vizhayana. Tiếng nổ đó làm cho một chiếc xe đang chạy nhanh bị nổ tung văng ra và một người trên chiếc xe đó bị bay ra ngoài, chết tức khắc. Người đó chính là cô Daria Dugina, là con gái của ông Alexander Dugina. Ông Alexander Dugina năm nay 60 tuổi, là một triết gia, là một người mà Tây Phương gán ghép là cánh tay phải của Tổng thống Vladimir Putin, là người hướng dẫn tinh thần cho Tổng thống Vladimir Putin. Con gái của ông, cô Daria Dugina, sinh năm 1992, năm nay đã 30 tuổi, là một người theo Mỹ nói rằng đó là một người tâm linh hướng dẫn cho ông Tổng thống Vladimir Putin. Họ nói rằng cô là một người cực hữu khi mà Nga tấn công vào Ukraine. Thì cô là người nói rằng nếu mà Ukraine gia nhập vô NATO thì Ukraine sẽ bị xóa tên trên bản đồ thế giới. Cô cũng cáo buộc chính nước Mỹ là người đã dàn dựng việc sát hại một số người ở thị trấn Bucha. Mà tôi cũng đã từng làm một clip nói rằng vụ đó khó mà nói rằng là lính Nga đã làm. Nhưng mà Mỹ ngày hôm nay vẫn tiếp tục cho rằng vụ Bucha là một vụ mà nước Nga đã giết người một cách rất là tàn nhẫn khi mà đóng ở nơi đó rồi rút quân, để lại những xác chết tàn nhẫn trên đường phố của Bucha cũng như các hầm đường. Thì cô Daria Dugina, cô nói rằng chính nước Mỹ mới là người thủ phạm dàn dựng ra đó. Vì ngày 29 tháng 3 năm 2022, Tổng thống Joe Biden của Mỹ đã từng gọi Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin, là Butcher. Butcher tức là một người chặt thịt. Và cô nói rằng là Mỹ muốn chọn Bucha là tại vì Bucha có phát âm giống như chữ Butcher, tức là người chặt thịt. Nên trước đó thì nước Mỹ qua lời của Tổng thống Joe Biden đã gán ghép trước cho ông Putin là Butcher, tức là người chặt thịt. Thì họ chọn một địa điểm, đó là thị trấn Bucha, nghe giống như là Butcher, để gán ghép lên cho quân đội Nga. Trong khi đó thì quân đội Nga không hề làm chuyện đó, mà đó là một sự dàn cảnh, gian dựng giữa nước Mỹ và Tổng thống Zelensky. Nên là nước Mỹ đã rất là căm giận cô, và họ coi cô và thân phụ của cô là ông Alexander Dugina là những người nguy hiểm đối với Ukraine và đối với nước Mỹ. Chính nước Mỹ đã cấm vận lên trên cả cô Daria Dugina và thân phụ của cô là ông Alexander Dugina. Thưa quý khán thính giả, cô Daria Dugina là một người theo học về triết ở tại Đại học Moscow. Cô cũng là một nhạc sĩ. Cô là một con người có lý tưởng, nên nước Mỹ đã coi cô là một thành phần nguy hiểm.
Với triết lý của thân phụ cô là ông Alexander Dugina là một người cực hữu. Ông Alexander Dugina, thưa quý khán thính giả, năm 2018, khi mà ông Donald Trump thắng cử, ông đã nói rằng ông coi ông Donald Trump cùng với ông Vladimir Putin là những người mà ông ngưỡng mộ, coi như là thần tượng. Và ông nói ông Donald Trump dạy dỗ cho ông biết thêm những bài học. Và bài học của ông từ ông Donald Trump chính là lòng ái quốc của quốc gia Mỹ, thì ông cũng bày tỏ lòng ái quốc của nước Nga đối với ông. Ông cho rằng hiện nay Tổng thống Nga Vladimir Putin là một người yêu nước Nga nồng nàn, đi đúng đường, đưa nước Nga thoát qua khỏi cảnh bao vây của thế giới trong thời kỳ mà hậu Liên Xô, đưa nước Nga trở lại hùng cường, thì ông cho rằng điều đó là điều đúng. Và chính cô con gái ruột của ông là cô Daria Dugina là người đang cổ suý mạnh mẽ cho tư tưởng này. Chính vì tư tưởng này nên Tây Phương, nhất là Mỹ, đã gán ghép cho ông Alexander Dugina là triết gia, là đầu suy nghĩ, là cánh tay phải cho ông Putin. Và họ cũng gán ghép cho cô Daria Dugina là đứa con tinh thần của ông Putin, là linh hồn của ông Putin, là trí não của ông Putin, là người mà cầm đèn cho ông Putin thấy đường mà đi. Nên là bây giờ đó, tiếng nổ ở trên xa lộ ở Vendo Moscow đã lấy mất sinh mạng của cô Daria Dugina. Thì nước Nga ngay ngày Chủ nhật hôm nay tuyên bố là mở một cuộc điều tra về vụ sát hại cô Daria Dugina. Họ cho đây là một murder, tức là một việc giết người. Giết người nguy hiểm là vì những thế lực ở nước ngoài đã dùng tình báo hay ai đó ở trong nước Nga phạm tội ngay trên lãnh thổ của Nga. Họ cho rằng điều đó là một điều nguy hiểm vô cùng. Nước Nga cần phải tìm ra được thủ phạm để bảo vệ được các nhân sự của nước Nga ở trong lãnh thổ của Nga. Thưa quý khán thính giả, vào ngày 12 tháng 8 năm 2022, trong clip 1969, tôi có làm chương trình về một thành viên của vệ binh quốc gia Iran mưu toan ám sát ông John Bolton, là cựu cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ, một con diều hâu của Mỹ chủ trương sát hại những lãnh đạo của các quốc gia cánh tả, như là đã từng chủ trương sát hại ông Maduro của nước Venezuela. Và cũng chính ông đã vạch ra kế hoạch để dùng máy bay không người lái bắn chết thiếu tướng Soleimani của Iran, nên là vệ binh quốc gia của Iran tìm người thuê sát thủ để trả thù ông John Bolton ngay trên đất Mỹ. Thì ông John Bolton và nước Mỹ giãy nảy đành đạch, nói rằng nước Mỹ là nơi bất khả xâm phạm. Nay đã có người xâm phạm vào nước Mỹ, tìm cách hãm hại những công dân của Mỹ. Bây giờ nước Nga cũng đang xảy ra một tình cảnh, nhưng mà công dân của Nga đã bị chết rồi. Công dân của Nga đã bị chết rồi. Và theo như là ông Andrei Krasnov, là chủ nhiệm chủ bút của tờ báo Russia Horizon, tức là chân trời nước Nga, cho biết rằng cứ thường là có cơ quan nước ngoài nhúng tay vào để triệt hạ cô Daria Dugina. Nhưng theo ông Andrei Krasnov,
thì mục tiêu của họ lúc đầu không phải là triệt hạ cô Daria Dugina mà là triệt hạ chính ông Alexander Dugina. Ông Andrei Krasnov cho biết rằng chiếc xe mà cô Daria Dugina lái tối hôm thứ Bảy, ngày 20 tháng 8 năm 2022 là chiếc xe của ông Alexander Dugina. Theo ông Andrei Krasnov, chủ nhiệm chủ bút của tờ báo Chân Trời Nước Nga, cho biết rằng cô Daria Dugina có một chiếc xe khác. Nhưng không hiểu tại sao tối hôm thứ Bảy, cô lại lái chiếc xe của thân phụ cô. Nên tử thần đã đến thăm viếng cô thay vì đến viếng thân phụ của cô. Ông Andrei Krasnov cũng bày tỏ sự thương tiếc cho rằng sự mất mát của cô là một sự mất mát lớn lao cho nước Nga trong những suy tư bảo vệ tổ quốc Nga. Thưa quý khán thính giả, đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán thính giả. Một tai nạn nổ lớn làm chiếc xe văng ra và một người đã bị tử vong ở trên cao tốc thuộc Vendor Moscow. Và người đó chính là Daria Dugina, một người học triết, một nhạc sĩ và là một người yêu nước Nga cực cực hữu, mà theo các truyền thông của Mỹ là linh hồn và là suy tư cho Tổng thống Vladimir Putin. Góc nhìn của tôi về vấn đề này như thế nào? Thưa quý khán thính giả, tôi đồng ý với ông Andrei Krasnov, chủ nhiệm chủ bút của Russia Horizon, tức là tờ Chân Trời Nước Nga, nghĩ rằng cứ thường là một nước nào đó đứng đằng sau vụ ám sát này. Có thể là tình báo Mỹ, cũng có thể là nước Ukraine. Tình báo Mỹ là tại vì họ căm hận cô Daria Dugina, hoặc là thân phụ của cô là ông Alexander Dugina, với những tư tưởng diều hâu của nước Nga, sẵn sàng loại bỏ Ukraine ra khỏi bản đồ thế giới một khi Ukraine đòi tham gia vào NATO. Và có thể là nước Ukraine, vì nước Ukraine đang bị nước Nga tấn công và nước Ukraine đang xin gia nhập vô EU cũng như vô NATO, thì cũng có thể là tình báo của Ukraine thi hành điều này. Điều đó đối với tôi cũng chỉ là một chuyện bình thường, vì một khi có chiến tranh coi nhau như kẻ thù thì người ta có thể sử dụng nhiều phương tiện để loại bỏ đối phương. Cô Daria Dugina có một vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh cũng như trong tư duy của Tổng thống Vladimir Putin, thì họ tìm cách họ loại bỏ cô cũng chỉ là một chuyện bình thường. Cũng như họ tìm cách loại bỏ thân phụ của cô là ông Alexander Dugina thì cũng chỉ là một chuyện bình thường mà thôi. Vì như tôi nói vừa rồi, trong chiến tranh loại bỏ đối phương bằng mọi cách là một chuyện rất bình thường. Nhưng chuyện không bình thường ở đây, đó là những nước như nước Mỹ hoặc là Ukraine, hay là truyền thông của nước Mỹ hoặc Ukraine, khi mà thấy cô Daria Dugina bị loại bỏ thì họ loan tin có tính cách là vui mừng và cho rằng đó là một việc làm chính đáng của tình báo Mỹ hay là tình báo của Ukraine. Ngược lại, khi mà những người như ông cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, là người đã vạch ra kế hoạch và đã sát hại thực sự như là tướng Soleimani ở của Iran, thì vệ binh quốc gia của Iran có kế hoạch để mà ám sát ông John Bolton, thì họ la làng lên rằng nước Mỹ là bất khả xâm phạm. Như thế là họ đang sử dụng tiêu chuẩn kép trong chiến tranh.
nước Mỹ có quyền làm những điều đó, nhưng mà ai làm điều đó giống như nước Mỹ thì họ lên án. Đó là một điều đối với tôi thật là nực cười, absurd, rất là nực cười, thưa quý khán thính giả. Nhân cơ hội này, cho tôi xin phân ưu đến nước Nga vì đã mất đi một người con ưu tú của Tổ quốc Nga. Cũng cho tôi xin phân ưu cùng với Tổng thống Vladimir Putin và nội các của ông vì đã mất đi một người rất là quan tâm cho chính phủ của ông Putin. Và cũng xin cho tôi phân ưu cùng đại tang quyến triết gia Alexander Dugin. Họ đã mất mát quá nhiều. Đó là thông tin và góc nhìn của tôi xin gửi đến quý khán thính giả. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.